Tổng các chủ Chu Nguyên dù sao cũng là đại diện cho mặt mũi của Thiên Nguyên Vực. Ngay cả chúng ta khiêu chiến cũng không dám nhận, còn muốn dùng loại biện pháp đánh lén này. Cũng không sợ thắng mà không có võ hay sao, mà không võ hay sao? Hây, ngươi còn mặt mũi mà nói ta sao? Được rồi, để bọn hắn dừng tay đi. Ván này các ngươi đã thua, cho nên không nên ép ta ra tay độc ác. Dừng tay, tất cả dừng tay lại. Như vậy đã kết thúc rồi sao? Đánh xong rồi ư? Hắn thật sự một mình làm được rồi, đúng là không thể ngờ. Nguyên thuật này ngược lại có chút thú vị, nhưng mà trong thế lực năm phương của các người hình như là chưa nghe nói qua thủ đoạn tương tự. Đừng xem nhẹ người khác, chúng ta mặc dù không bằng Thiên Nguyên Vực của các người, nhưng tốt xấu gì ở Hỗn Nguyên Thiên cũng không yếu. Nếu trận chiến này đã kết thúc, vậy thu hồi đi. Nư Hải và những người khác mặc dù không phục, nhưng vẫn thu lại tháp sáng. Tháp sáng này hóa thành bốn đạo quang nguyên quay trở lại trong tay của Chu Nguyên. Người dám đoạt bảo vật của chúng ta, Lư Hải. Để mình xem thử bên trong rốt cuộc là có danh dự, danh đường gì. Bút lông Thiên Nguyên cuộn vào trong đó, xuyên vào trong ánh sáng, bám lấy một vài mảnh vỡ nào đấy. Chu Nguyên, mấy thứ này là gì vậy? Ý bảo. Chu Nguyên, ngươi còn dám cướp đoạt bảo vật của chúng ta sao? Còn không mau trả lại. Nếu không, thế lực hàng đầu của Lâm Phương chắc chắn là sẽ cần một lời giải thích của Thiên Nguyên Vực. Trên những mảnh vỡ này đều có những nguyên văn cổ não. Đây có lẽ là mảnh vỡ nào đó của Thánh Bảo, hơn nữa còn trải qua luyện chế cực kỳ lớn mạnh. Vì thế, chuyện bấp thăm ở Đại hội Cửu Vực lần này của Thiên Nguyên Vực quả nhiên là có âm mưu. Chu Nguyên, ngươi đã thắng, làm gì khó coi như vậy? Bên Nư Hải đã giải quyết rồi, để mình xem trên người này. Quả nhiên, mấy mảnh vỡ này quả nhiên là đến từ một bí bảo. Nếu như dùng tốt có thể trở thành một vũ khí giết người mới của mình. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ nhất đã kết thúc rồi. Đoạt cờ.